Mình chọn cái này vì cái ưu điểm của nó là nhỏ gọn, đi đâu mang theo rất là dễ dàng, không có bị cồng kềnh, đúng một gang tay thôi. Cũng chính vì nó quá nhỏ gọn nên nó cũng có nhược điểm, nó chỉ đứng vững khi ở trên một cái thế đất bằng phẳng và khi không có gió lớn. Còn lại thì khi lúc sử dụng mình phải nương theo nó, mình phải hiểu tính năng của nó để sử dụng đúng mục đích. Kể ra cũng hay, chỉ có một mình nó thôi bao thầu hết luôn, kéo dài ra rồi gấp gọn lại. Mà cuối cùng thì mình vẫn thích cái tính năng này nên mình chọn cái này để sử dụng. Nó nâng niu cái điện thoại của mình nè, rất là vừa vặn khi đặt điện thoại vô, lớn nhỏ đều vừa hết. Điện thoại mình nó rất là êm ái, không có bị siết chặt. Chứ nếu mà siết quá thì thấy cái điện thoại của mình nó xót dữ lắm. Nếu mà ở nhà thì mình cũng có thể để về để quay những cái thứ gần gần nè, thấy nó cũng tiện. Còn một cái đặc điểm thích nữa là cái Bluetooth này, chỉ cần kết nối với điện thoại thôi, mình đứng từ xa là mình có thể chụp quay dễ dàng, không cần phải chạy tới chạy lui, vì chạy tới chạy lui nó cực lắm.